Quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình hôm nay chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Với phương châm hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chính, các vùng thôn bản, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn là địa chỉ phục vụ. Thời gian qua, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh đã luôn tích cực đưa những thước phim hay có giá trị tuyên truyền sâu sắc đến với bà con vùng cao. Trong những năm qua, huyện Phong Thổ luôn quan tâm chú trọng khôi phục, duy trì các lễ hội truyền thống và nâng tầm quy mô các lễ hội từ cấp xã đến cấp huyện, góp phần thu hút du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tỉnh ủy Lai Châu vừa phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 1 thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2021-2023. Sự buổi lễ có đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện khu vực 1 và đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh. Sau 2 năm học tập, nghiên cứu, 58 học viên thuộc các sở ban ngành địa phương trong tỉnh được nghiên cứu chương trình học tập toàn khóa gồm 19 môn. Cùng với học lý thuyết, các học viên còn được thảo luận những vấn đề đang diễn ra trong thực tiễn. Đến nay, các học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và được công nhận hoàn thành chương trình cao cấp lý luận chính trị. Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện, hội đồng xét tốt nghiệp của Học viện Chính trị khu vực 1 đã công nhận tốt nghiệp cho 100% học viên, trong đó 2 học viên đạt loại giỏi, 56 học viên đạt loại khá. Hoàn thành khóa học, các học viên đã được trang bị kiến thức có hệ thống và nhận thức được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và các kiến thức về khoa học quản lý, quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Khóa học giúp cho học viên có được nền tảng lý luận logic, vận dụng sáng tạo vào giải quyết công việc tại cơ quan đơn vị. Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, biểu dương kết quả học tập, rèn luyện của các học viên. Đồng thời nhấn mạnh, với những kiến thức lý luận và kinh nghiệm thực tiễn sẵn có sẽ là tiền đề để các học viên áp dụng trong thực tiễn, nhất là trong công tác quản lý điều hành, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị địa phương ngày càng phát triển. Sau khóa học, đồng chí đề nghị các học viên tiếp tục học tập, nghiên cứu vận dụng những kiến thức đã học và thực tiễn công tác ở cơ quan đơn vị, xây dựng và hoàn thiện tác phong làm việc khoa học, nắm vững các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực chuyên môn một cách có hệ thống, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Công ty Điện lực Lai Châu tổ chức đóng điện trạm biến áp Nậm Cầy 3 cho 110 hộ dân ở bản Nậm Cầy, xã Nậm Hàng, huyện biên giới Nậm Nhùn. Qua đó đưa ánh sáng đến với người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao đời sống sinh hoạt cho bà con và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Bản Nậm Cầy, xã Nậm Hàng có hơn 100 hộ dân được di chuyển tới nơi ở mới. Do vậy, đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, trong đó có điện lưới quốc gia là nhiệm vụ cấp thiết, được huyện Nậm Nhùn đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Công trình được khởi công từ ngày 7 tháng 2 năm 2023 với giá trị hơn 4,5 tỷ đồng. Đến nay đã hoàn thành đúng tiến độ. Công trình cấp điện cho bản Nậm Cầy thuộc công trình giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng và mở rộng đường dây 0,4 kV cho các trạm biến áp khu vực huyện Nậm Nhùn trong năm 2023. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo thông tin từ Bộ Y tế, 2 tháng đầu năm 2023, số ca mắc sốt xuất huyết trong cả năm tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt tại một số tỉnh khu vực miền Nam và miền Trung. Tại tỉnh Lai Châu trong năm 2022 đã ghi nhận 19 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. Các ca bệnh đều là các ca xâm nhập, không có trường hợp lây truyền thứ phát trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Lai Châu chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên địa bàn tỉnh là rất lớn. Thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 1090 về việc tăng cường phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng triển khai giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn để phát hiện sớm, xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch sốt xuất huyết theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị, tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân có kế hoạch phân tuyến điều trị, hỗ trợ tuyến dưới, tránh tình trạng là quá tải bệnh viện, bệnh nhân không được tư vấn cấp cứu điều trị và chuyển tuyến kịp thời. Tổ chức tập huấn chuyên môn, tăng cường năng lực cho đội ngũ nhân viên y tế và các lực lượng liên quan tham gia phòng chống dịch. Tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát công tác phòng chống sốt xuất huyết tại các điểm nóng, tại các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch, hỗ trợ tuyến dưới trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các sở ngành liên quan chỉ đạo và huy động các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội phối hợp với ngành y tế triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt loang quang, bọ gậy,
bảo đảm tất cả các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức tiêu diệt bọ gậy. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại nhiều nơi, giao thông đi lại khó khăn nên việc tiếp cận với các nguồn thông tin còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, những năm qua, tập thể cán bộ nhân viên trung tâm phát hành và chiếu bóng tỉnh đã không quản ngại vất vả về với các bản làng vùng sâu vùng xa. Những thước phim của các đội chiếu bóng lưu động không chỉ là món ăn tinh thần quan trọng của đồng bào vùng cao mà còn là kênh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới người dân. Sau đây là ghi nhanh của phóng viên thời sự về những hoạt động chiếu phim lưu động thời gian qua. Tại bản Nong Quang, xã Khuen On, huyện Than Uyên, nơi đây cách trung tâm xã gần 20 km, đường dốc thẳng đứng. Xa trung tâm xã, cộng với cuộc sống còn nhiều khó khăn, nên việc tiếp cận nguồn thông tin đối với bà con nhân dân nơi đây là vô cùng hạn chế. Chính vì thế, đối với bà con thì mỗi lần đội chiếu bóng đến đều rất quý giá. Bà con không chỉ được giải trí mà còn được hiểu hơn về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của địa phương. Từ đó, nhiều năm qua, tình trạng vi phạm pháp luật và đặc biệt là nạn tảo hôn tại bản đã giảm mạnh. Hàng năm được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, thì đội chiếu phim lưu động của tỉnh cũng là của huyện là thường xuyên lên đây chiếu những bộ phim tuyên truyền vận động về cái nội dung và tuyên truyền cho bà con nhân dân. Thì cái thứ nhất là về cái việc tảo hôn của con em bà con. Cái thứ hai là về cái vấn đề phòng chống ma túy qua những cái buổi tuyên truyền và chiếu phim điện ảnh tuyên truyền cho bà con, thì nói chung là mang về cái hiệu quả rất là bổ ích cho bà con. Với phương châm hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chính, các thôn bản vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn là địa chỉ phục vụ. Thời gian qua, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo động viên cán bộ nhân viên tại các huyện chủ động bám sát địa bàn, làm tốt công tác dân vận, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của cấp ủy chính quyền các cấp và sự đón nhận nhiệt tình của bà con dân bản để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các đội chiếu bóng lưu động đã luôn tích cực, không quản ngại khó khăn, từng bước đi bền bỉ, nhiệt tình, đầy quyết tâm, đưa những thước phim hay có giá trị tuyên truyền sâu sắc đến với bà con vùng cao. Qua đó, mỗi bộ phim, mỗi buổi tuyên truyền của các đội chiếu bóng lưu động, tổ chiếu phim cơ động đều có tác động tích cực tới nhân dân về nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương. Việc tổ chức các buổi chiếu phim lưu động như thế này thì nó đem lại cái hiệu quả cũng rất là tích cực. Nó làm cho đời sống của bà con nhân dân được phong phú hơn. Qua cái công tác tuyên truyền kết hợp giữa hình thức chiếu phim lưu động với lại công tác tuyên truyền của chính quyền địa phương, thì trong những năm gần đây thì cái tình trạng tảo hôn cũng như là hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã là đã giảm đáng kể so với những năm trước đây. Có thể nói, với sự hoạt động tích cực của các đội chiếu bóng lưu động mà nhiều địa bàn vùng sâu vùng xa của tỉnh đã có điều kiện tiếp cận nguồn thông tin. Tuy nhiên, công tác phổ biến phim thông qua đội chiếu phim lưu động của tỉnh vẫn còn những khó khăn nhất định, như khó khăn về trang thiết bị lạc hậu, không còn phù hợp. Chính vì vậy, để việc chiếu phim lưu động đạt hiệu quả, cần sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành và các địa phương nhằm thu hút và đáp ứng được nhu cầu khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ tuổi. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu năm học này, học sinh trường tiểu học Tân Phong, thành phố Lai Châu đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu học tập, trau dồi phẩm chất đạo đức, trở thành con ngoan trò giỏi, xứng đáng với danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Nhiều đội viên không chỉ học giỏi, tích cực trong các phong trào đội mà còn biết quan tâm và chia sẻ, giúp đỡ các bạn cùng tiến bộ hơn. Một trong những tấm gương tiêu biểu đó là em Trần Bảo Đức, học sinh lớp 5A4. Mời quý vị cùng theo dõi tấm gương cậu học trò này trong phóng sự ngay sau đây. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học, từ nhỏ Bảo Đức luôn được bố mẹ và gia đình tạo điều kiện tốt nhất để học tập. Ngay từ những năm đầu tiểu học, em đã tự rèn luyện cho mình tính tự giác, luôn phấn đấu hết mình trong học tập và rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên gương mẫu, cháu ngoan Bác Hồ. Trong lớp, Đức luôn chăm chú nghe giảng, hăng hái phát biểu xây dựng bài. Những kiến thức nào em chưa hiểu, em đã mạnh dạn hỏi thầy cô để có thể hiểu rõ hơn về những kiến thức đó và cũng như là có thể mở rộng thêm hiểu biết của mình.
Trong nhiều năm liền, Đức luôn là lớp trưởng gương mẫu, hết lòng giúp đỡ các bạn trong lớp cùng tiến bộ. Em nghĩ bạn Trần Bảo Đức là một người rất là hòa đồng và thân thiện với tất cả các bạn trong lớp. Em nghĩ bạn là một người gọi là một tấm gương sáng để chúng em học tập và noi theo. Là lớp trưởng và cũng là liên đội trưởng của trường, Đức luôn tích cực tham gia vào các hoạt động đội như tham gia đội nghi lễ, các hội thi, văn nghệ, thể thao các cấp. Hàng năm, trường lớp tổ chức bất kỳ cuộc thi nào, Đức cũng tham gia nhiệt tình và đạt giải cao như IOE tiếng Anh trên mạng, Olympic toán tiếng Việt. Các giờ học ở lớp, Đức luôn mang những kiến thức mình có được để giúp các bạn giải những bài tập khó, sẵn sàng giúp những bạn học còn chậm và cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn cùng trường và địa phương. Vì thế Đức luôn được các bạn trong lớp yêu mến và thầy cô tin yêu. Một giáo viên chủ nhiệm thì bản thân tôi thấy Đức là một học sinh rất là ngoan ngoãn, chăm chỉ và có tính tự lập cao. Trong suốt quá trình học tập cũng như là rèn luyện ở trường, ở lớp, Đức luôn là một học sinh gương mẫu và luôn đi đầu trong các hoạt động phong trào. Năm vừa qua, Đức đã đạt thành tích rất là cao. Ngoài giờ học, Đức còn đam mê học tập tiếng Anh, thích các môn thể thao như bóng đá, cầu lông và chơi đàn piano. Cùng thành tích học tập ở trường, về nhà, Đức là một người con hiếu thảo, một người anh trách nhiệm, luôn là tấm gương sáng và ý thức tự học để em trai noi theo. Suốt những năm học tiểu học, Đức luôn đi đầu trong các hoạt động phong trào và học tập của lớp, của trường. Năm nào em cũng nhận được giấy khen, hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện, và giấy khen của Hội Đồng đội thành phố Lai Châu. Tiêu biểu trong dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Đức là học sinh tiêu biểu duy nhất của trường được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng giấy khen. Năm học 2022-2023, Đức được đề nghị Hội đồng đội tỉnh tặng bằng khen. Rất có nhận thức được rằng việc học là việc vô cùng quan trọng đối với mỗi học sinh và tự học là chính. Học ở lớp, con luôn chú tâm nghe giảng để hiểu bài luôn. Còn về nhà, con hay tra các từ mới tiếng Anh, đồng thời tìm ra các phương pháp để giải các bài tập khó. Con sẽ cố gắng học tập thật chăm chỉ để không phụ lòng bố mẹ và thầy cô. Với thành tích học tập xuất sắc nhiều năm liền, Bảo Đức xứng đáng là một tấm gương học sinh chăm ngoan, học giỏi, được bạn bè ngưỡng mộ và học theo. Từ đầu năm đến nay, công tác lao động giải quyết việc làm luôn được Ủy ban Nhân dân huyện Mường Tè quan tâm chú trọng và chỉ đạo cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương thực hiện. Nhờ đó hết quý 1 năm 2023, huyện đã thực hiện giải quyết việc làm cho 203 người, trong đó số lao động có việc làm thông qua các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã và việc làm tự do là 146 người. Lao động có việc làm thông qua vay vốn giải quyết việc làm là 54 người. Lao động đi xuất khẩu lao động tại thị trường Nhật Bản là 3 người. Thông qua giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nhất là tại các xã biên giới khó khăn của huyện, đã giúp tăng tỷ lệ lao động có việc làm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tăng thu nhập cho người dân, từ đó thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Hoạt động xuất nhập khẩu từng bước được phục hồi nhờ việc chính thức thông quan hàng hóa và xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Ma Lù Thàng Việt Nam, Kim Thủy Hà, Trung Quốc từ ngày 20 tháng 2 năm 2023. Đến thời điểm này, tổng giá trị xuất nhập khẩu ước đạt 9,75 triệu đô la Mỹ, bằng 25,5% kế hoạch, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị xuất khẩu hàng địa phương đạt 1,08 triệu đô la Mỹ, bằng 12,9% kế hoạch, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của địa phương gồm chè, vỏ cây bưởi lợi. Thưa quý vị, cứ vào giữa tháng 2 âm lịch trở đi, khu vực Mường Sau huyện Phong Thổ lại diễn ra nhiều lễ hội truyền thống. Việc tổ chức phục dựng các lễ hội sẽ là điểm nhấn để thu hút khách du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đây là một trong những lễ hội tiêu biểu của huyện Phong Thổ. Một lễ hội lớn và được đồng bào dân tộc Thái khu vực xã Mường Sau mong chờ, phải kể đến lễ hội Nàng Han diễn ra giữa tháng 2 âm lịch. Nghi thức đầu tiên được thực hành trong lễ hội Nàng Han là nghi thức rước nước. 12 cô gái Thái trẻ trung, xinh đẹp, lấy nước từ giếng tại món nước nậm bó. Điều kỳ lạ thay, nước ở đây quanh năm ngày tháng đều trong vắt và không bao giờ cạn. Tượng trưng cho tấm lòng trong trắng, tinh khiết và sự thủy chung, sắt son của nữ tướng Nàng Han. Sau đó, các cô gái Thái dâng 12 ống nước được lấy từ món nước, thể hiện cho 12 tháng trong năm dâng lên Nàng Han. Thầy cúng ngồi trên ghế và bắt đầu cầu khấn cho nhà nhà bình an, khỏe mạnh, một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Đối với người Thái khu vực xã Mường So, từ bao đời nay, lễ hội Nàng Han đã trở thành nét sinh hoạt tâm linh,
không thể thiếu trong mỗi dịp xuân về. Trước khi vào cái lễ cúng ấy, người ta có cái, tức là chúng ta có nghi thức để lấy cái nước mó đầu tiên, như là tộc người Thái là lấy đêm, tức là dạng đêm giao thừa lấy cái nước sạch để cúng tổ tiên của mình, thì thường tương tự như thế. Thì hai năm nay là chúng ta có lấy nước giếng về để cúng, tức là cho nàng rửa mặt, thì sau đó mới bắt đầu là làm cái nghi thức cúng. Ngoài lễ hội Nàng Han, hiện nay trên địa bàn huyện Phong Thổ có rất nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc của các dân tộc, như lễ hội Then Kin Pang, mừng cốm mới của người Thái Trắng, lễ hội Gầu Tàu của người Mông, lễ hội Lộc Xuân cấp sắc của người Dao, lễ hội Đua Thuyền. Bên cạnh các nghi thức truyền thống, các lễ hội diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn với những trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tò má lẹ, múa xòe, té nước. Qua đó thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài tỉnh, du khách quốc tế đến tham quan trải nghiệm. Đến cuộc thi thì mình cũng phải thi hết mình thế thôi, với để đấu với các đội. Cũng cảm thấy sướng chứ, ba thuyền đi thì mình được đứng đầu. Cũng đi lúc đi đứng đầu mà về lại về đầu, về nhất. Trong cái buổi hôm nay thì cũng sướng thay cả đội thôi. Năm 2022, huyện đã đón gần 30.000 lượt khách du lịch, trong đó đa phần là các du khách đến thưởng thức các lễ hội. Tổng doanh thu đạt 18 tỷ đồng. Trong những năm qua, huyện Phong Thổ quan tâm chú trọng khôi phục, duy trì các lễ hội truyền thống và nâng tầm quy mô các lễ hội từ cấp xã đến cấp huyện. Nhằm cụ thể hóa nghị quyết 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, huyện cũng xác định bản sắc văn hóa các dân tộc, trong đó có các lễ hội, là động lực, tiền đề, là cơ hội để nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Hiện ghi nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thì huyện Phong Thổ đã cụ thể hóa bằng nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phong Thổ, đó là nghị quyết về phát triển du lịch huyện Phong Thổ giai đoạn 2021-2025, và cũng đã cụ thể hóa bằng cái kế hoạch của ban dân huyện, cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các xã thị trấn rồi các ban ngành đoàn thể cụ thể vào cuộc với cái bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của huyện Phong Thổ, là có 9 dân tộc, trong đó là có 8 dân tộc thiểu số chiếm 93% trên bản huyện Phong Thổ. Phong Thổ thì cũng cái nôi của bản sắc văn hóa, trong đó là người Dao cũng chiếm 36%, người Mông thì chiếm 26% và người Thái thì chiếm 18%. Thì huyện Phong Thổ cũng tập trung là vào những cái bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc đông dân cư sinh sống trên địa bàn, để làm sao bảo tồn những bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp gắn với phát triển du lịch. Thế và cũng kêu gọi bà con nhân dân trên địa bàn huyện Phong Thổ làm sao để phát huy bản sắc văn hóa, và đối với những nghệ nhân thì cũng truyền dạy cho con cháu. Trong những năm tiếp theo của giai đoạn thực hiện nghị quyết 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện Phong Thổ tiếp tục duy trì và phục dựng lại lễ hội truyền thống văn hóa đặc trưng của từng dân tộc. Từ đó làm điểm nhấn để thu hút du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương với mục tiêu đưa Phong Thổ ra khỏi huyện nghèo vào năm 2025. Chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.